đi vô mình đi vô vui vô vui vui vậy. Quá trời. Ủa mày đi lúc nào? Cái cuộc đấu xanh mà hỏi thì mới ra qua rồi. Cái cuộc đấu xanh rồi chơi trước Tết đây. Ngồi luôn. Quay phim mình cắt ra. Rồi. Rồi đứng im ra đi, đứng im đi. Đứng im nè. Ê, đứng im đi, đứng im nữa hả? Thiếu ổng thôi. Có chứ. Đó. Tiếp. Cái này chuyên nghiệp mà. Quá nhiều mình sợ đèn sáng ra. Đẹp mà, phải kèm rồi bắt rồi. Năm nay gọi là không đâu. Không nợ. Không nợ, có cái đặc thù trong Việt Nam. Chỉ là một cách trả lời. Tên gì? Có một cái tay mà tôi sẽ pha cùng. Chuẩn bị cho vậy đó. Không có, anh Vân nào á. Chứ không phải tôi. Không phải tôi. Tại vì nhìn ảnh cũng vậy. Ôi à, cái nhìn được sao? Có một cái Hãy
tính là người ta chứ còn cái coi. Đúng ha, chụp tính này ha. Đồ mẹ lắm, lúc nào cũng mấy bấm rồi. Đây, ha. Sao càng ngày càng lớn, à. Càng ngày càng lùn hả mày? Nhìn mấy cái người trắng hết cả vàng. Vô đi. Vô nữa. Quá đẹp không? Quá đẹp. Không nó nhớ màu vàng đấy. Mời các tử về phía trước. Trước anh sang bay trước anh trước anh và xin mời vào, 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 xin mời vào,
xã Thiện Long. Không biết đường giới thiệu. Anh đâu có biết tên. Và cuối cùng là một trăm quốc ơn. Dứt khoát là phải để nó ở giữa mắm muối vậy hả? À. Nói gì rồi, đánh với đây hết đó. À. Thế đây rồi, ta biết là nói gì rồi. Nói hụt rồi. Chiều qua xíu. Sẽ cùng nhau cán miệng bằng rượu cần. À, rượu cần. Tây Nguyên. Chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức rượu cần trước khi và mời anh bằng để các bạn khán giả mời còn có anh nhớ kỳ đi vĩnh thần nữa tôi nó cũng kêu mình uống nhưng mình có bệnh nặng rồi sau đó chúng ta là tổng số 14 người thưởng thức thêm một người nó kêu vô nó sáu người là bốn người hai là phép mình nè đứt rồi đây qua mình có bốn người mình làm chi năm cái ly